Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, XRP đang cho thấy những dấu hiệu tăng giá khi thoát khỏi phạm vi kéo dài 3 tuần và đường trung bình động hàm mũ MA200. Dựa trên diễn biến giá gần đây và động lực lịch sử, nếu XRP đóng đến ngay ở mức trên $0.558, rất có khả năng XRP sẽ tăng vọt 17% để đạt mức $0.65 trong những ngày tới. Theo WaveAlert, một cá voi đã rút 52 triệu token XRP trị giá $28.67 từ sàn giao dịch tiền điện tử Bybit của Hàn Quốc. Mặc dù thị trường tăng trưởng, XRP vẫn chậm lại cho đến thời điểm hiện tại, nhưng các số liệu on-chain đang cho thấy sự thay đổi. Hiện tại, mức thanh lý chính của XRP là $0.537 ở mức thấp và $0.57 ở mức cao, với các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy quá mức ở các mức này. Nếu tâm lý vẫn lạc quan và giá tăng lên $0.57, gần $5.88 triệu giá trị các vị thế bán khống sẽ bị thanh lý. Ngược lại, nếu tâm lý thay đổi và giá giảm xuống mức $0.537, khoảng $13.3 triệu giá trị vị thế mua sẽ bị thanh lý. Hiện tại, lãi suất mở của XRP đã tăng 2.5% trong 24 giờ qua, cho thấy sự quan tâm của các nhà giao dịch ngày càng tăng sau sự đột phá. Đây có vẻ là một dấu hiệu tăng giá cho những người nắm giữ XRP. Mặt khác, tỷ lệ mua bán XRP là 0.98, cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư yếu. Kết hợp các số liệu này với phân tích kỹ thuật, có vẻ như phe mua hiện tại đang thống trị XRP, mặc dù sức mạnh của họ vẫn còn tương đối yếu. Tuy nhiên, tâm lý chung đối với XRP hiện đang là lạc quan. Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, Elon Musk, doanh nhân công nghệ nổi tiếng và là giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, nổi tiếng là người ủng hộ Dogecoin, thường sử dụng nền tảng X của mình để lên tiếng ủng hộ Dogecoin. Nhưng sau khi đối mặt với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư thông qua hành vi thao túng Dogecoin và giao dịch nội gián, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể lên tới $100 tỷ, Elon Musk đã quyết định lùi lại. Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 8, thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Alvin Hellerstein tại Manhattan đã bác bỏ vụ kiện liên quan chống lại ông. Ngay khi vụ kiện có vẻ lắng xuống, Elon Musk lại thường bùng lên tranh cãi khi nhắc đến XRP trong một cuộc họp thị trấn ở Pittsburgh, Pennsylvania. Sự việc này xảy ra trong một cuộc vận động gần đây của Donald Trump, khi một khán giả hỏi về cách tiếp cận đối đầu của SEC đối với tiền điện tử dưới thời chính quyền Joe Biden và liệu Elon Musk có ứng dụng XRP Ledger sẽ được các tổ chức tài chính áp dụng trong tương lai hay không. Trả lời câu hỏi này, Elon Musk cho biết đây chắc chắn không phải là sự tán thành hay không tán thành XRP, nhưng tôi nghĩ rằng bản chất của tiền điện tử giúp ích cho quyền tự do cá nhân. Đây có lẽ là sự kiện tương tự mà Elon Musk đã thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách đội chiếc mũ đặc trưng Make America Great Again, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, và tự gọi mình là Dark MAGA. Kết quả là giá của MAGA tăng vọt 20%, trong khi Dark MAGA tăng vọt ấn tượng 227%, đạt mức khoảng $0.0073. Không chỉ có Dogecoin và DMAGA, Elon Musk còn tham gia quảng bá cho nhiều loại tiền điện tử khác. Trước đây, ông đã chia sẻ một bài đăng trên nền tảng X về đồng PP khiến giá tăng vọt 23%. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là thay vì đề cập cụ thể đến XRP, Elon Musk đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tiền điện tử nói chung. Ông mô tả chúng là biện pháp bảo vệ thú vị và có giá trị chống lại sự kiểm soát tập trung, nhấn mạnh vai trò tiềm năng của tiền điện tử trong việc thúc đẩy sự độc lập về tài chính. Tuy nhiên, mặc dù không có sự xác nhận trực tiếp nào dành cho XRP, những nhận xét của Elon Musk về tiền điện tử đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa tích cực trên toàn thị trường, với Ethereum dẫn đầu các altcoin với mức tăng 4%. Các loại tiền điện tử khác cũng chứng kiến mức tăng tương tự. Dữ liệu gần đây từ Sentiment cho thấy hoạt động trên XRP Ledger tăng đáng kể, với số lượng ví hoạt động hàng ngày đạt mức cao nhất trong 3 tháng là 35.799 địa chỉ tham gia vào ít nhất một lần chuyển XRP. XRP Ledger đã chứng kiến sự ra đời của 3.858 ví mới chỉ trong một ngày, đánh dấu số lượng ví mới cao nhất được ghi nhận trong hơn 7 tháng. Sự gia tăng này trùng hợp với việc SEC nộp tuyên bố trước khi tranh luận về kháng cáo dân sự chống lại Ripple, cho thấy ý định phản đối phán quyết trước đó của tòa án trong vụ kiện đang diễn ra. Mặc dù Elon Musk không trực tiếp xác nhận XRP, việc ông đề cập đến loại tiền điện tử này có thể ảnh hưởng tích cực đến vụ kiện đang diễn ra chống lại SEC. Do đó, sự chú ý mới này có thể mở đường cho những ngày tươi sáng hơn sắp tới cho XRP, vốn đã phải vật lộn trong thị trường giá xuống trong một thời gian dài. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.